Số tiền này là 2 triệu thì của cô Chi ở Mỹ. Cô cũng là cái người về hưu rồi. Cô cũng có gửi em một cái số tiền. Cô nói rằng là cứ gặp những cái trường hợp nào có cái hoàn cảnh mà khó khăn thì giúp đỡ họ. Thì em cũng sẵn tiện mà qua đây thì cũng gửi trao cái món quà này tới anh chị để phụ thêm với anh chị cái chi phí để lo thuốc thang cho cháu. Một cái chị ở Úc, ở Melbourne, trao cho gia đình cái món quà là 2 triệu 500 ngàn đồng, thì cũng là của ít lòng nhiều, giúp anh chị để mà coi như là thêm cái trang trải cái chi phí thuốc men đó. Và em hy vọng rằng là sau khi mà em phát cái video clip này trên cái kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì sẽ có những các cái cô chú anh chị, những cái nhà hảo tâm khác sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ anh chị thêm để mà lo thuốc men cho bé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là góc đường Trần Phú với lại cái giao lộ Cộng Hòa. Phía trước mặt chúng ta kia là đường Petrus, xin lỗi, là cái đường Cộng Hòa cũ, bây giờ thì gọi là đường Nguyễn Văn Cừ. Đây thì có cái tên là ngã 6 Lý Thái Tổ, hay còn gọi là ngã 6 Cộng Hòa cũ, nhưng mà để phân biệt với cái ngã 7 Lý Thái Tổ ngày xưa đó, thì cái chỗ này thường họ hay gọi là ngã 6 Cộng Hòa. Cái phía cái xe hơi Innova chạy vô đó, đó là đi sẽ đi vô đường Hùng Vương. Đó. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý vị và các bạn đến thăm hai trường hợp ở bệnh viện quận 8, đó là dì Năm và một cái em bé nữa. Thì bây giờ Tuấn Dương dừng lại đây chút xíu để ghi hình, sau đó chúng ta sẽ đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ rồi qua bên kia thì chúng ta sẽ đi tới thăm dì Năm và một cái trường hợp đang bị chấn thương sọ não. Rồi chúng ta cùng đi nhé. Đây thưa quý vị các bạn, Sài Gòn thì đã bắt đầu trang trí để đón Noel rồi. Merry Christmas. Đây là tòa nhà Now Zone. Đối diện đây là cái trường Petrus ký đó thưa quý vị các bạn. Hình như Sài Gòn bắt đầu có những cái hạt mưa á. Và bây giờ thì Tuấn Dương đang ở cầu Kênh Sáng, bên đây là đường số 9. Thì chúng ta sẽ ghé cái bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, còn có tên là bệnh viện điều dưỡng cũ đó. Đi vô cái đây để đi vô bệnh viện nhé. Đây là đang là đường Dương Bá Trạc. Bên đây là cái cây cầu Kênh Sáng này. Còn bên đây là quán cà phê Nhật Nguyệt. Thì Tuấn Dương lưu lại những cái mốc này để cho quý bà con cô bác nào có đến thăm những cái bệnh nhân, những cái nhân vật trong clip của Tuấn Dương thì có thời gian để ghé nhé. Vào chút xíu thì chúng ta sẽ gặp một cái ngôi chùa có tên là chùa Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu và cái bệnh viện này thì nó nằm ở đi một đoạn nữa là tới thôi. Đây đang là chùa Từ Hiếu nhé cả nhà. Bé thì trước khi đó là bé bình thường gì anh? Vâng. Vâng. Xong cái con đó nó nẹt theo hai thằng ăn cút. Vâng. Rồi xong hai thằng ăn cút nó ép cái con đó. Vâng. Ép cái con đó nó bay qua bên đường nó đâm hai đứa này luôn. À. Hai đứa này. Tức là em này đi học lớp 10, đi học trên đường đi học về. Cháu này đi học về lớp chiều á, 5 giờ này nó học về rồi. À đi học về rồi. Xong nó nói mẹ cho con nấu cơm nước nhẹ xong rồi giờ bị chăng đi tập gym. Vâng. Dục á. Dạ. Sao em nó ở nó không nhớ gì được đi tập cái. Vâng. Dạ. Thì nó đi tập thì của em bé nó bạn á thì nó lại thôi đi lên trên đây nè, ăn cái đi học nhiều nó bụng quế, ăn xong rồi về tập
Vâng. Thì đi chưa có đến chỗ ăn, đi mất cái nửa đường à, thì cái con bé đó là bị giật cái điện thoại. Tức là với cô bạn trong nhóm của này hay sao, hay là người khác? Người khác. Tức là người khác đi đường. Người đó này nó đi ngược chiều. Đi ngược chiều. Đi xuống. Vâng. Nó bị cúp giật điện thoại đâu trên trên lưng què. Dạ. Đi xuống. Thì mấy đứa này nó nói đường đi lên, lại dính nên viên nó đi lên thì nó đi ngược chiều. Dạ. Thì mấy đứa cúp nó cứ ép cái con nó đẹp, mấy thằng cúp, thằng cúp ép lại. À. Thì nó mất đèn, nó quay qua đường, nó cũng hai đứa nhỏ này. Ờ. Thì cái thằng bạn nó thì nó lái xe, nó ôm xe, nó chạy thì nó không sao. Dạ. Còn một ý sau á. Dạ. Thế đây bé đây lúc đó em có đội nón bảo hiểm không? Vậy nghĩ là nó không bị trò trụi gì nữa, cá đội, nhưng mà tí mạnh quá cho nên nó có chấm. Tức là có đội nón bảo hiểm nhưng mà nặng quá, nó lộn củi nó tí xuống cống xong lắm. Mà cái cống đó là cái lúc nó chỉ nó, cái chỉ ra bên kia á. Dạ. Để ra cái đó là chỉ gì nước, nước rủ chỉ xuống lắm. Dạ. Cho nên nó cấm động gì cho mình không có trò trụi, chỉ có một cái lòng cho đây thôi. Dạ. Trước là thì cái phần não của mình là nó bình thường hay sao, bây giờ khi mà chấn thương thì nó mới bị xẹp xuống hay sao chứ? À họ mổ, họ lấy cái hộp sọ ra. Rồi thôi để kệ bé chị ơi. Còn đeo cái ấy vào cổ để làm gì đấy? Dạ. À, cái ống này là ống ống phế quản. Nét vô đây xong thì bé mới thở được. Dạ. À thay vô để phụ thêm thì bé mới thở được. Nó đỏ nó vàng. Vâng. Vâng. Chị thì họ và tên là gì hả chị? Đặng Thị Lệ Thanh, còn anh tên là gì anh? Phan Tấn Hiển. Phan Tấn. Phan Tấn Hiển. Phan Tấn Hiển. À ok. Thì bây giờ anh chị có thể cho em xin cái số điện thoại được không, để ví dụ lỡ mà có ai họ muốn giúp anh chị đó thì anh chị anh đọc giúp em luôn cái số phone của anh chị để cho những cái nhà hảo tâm nào mà họ có thể tới tận nơi họ giúp. Đây là số điện thoại của ba của bé đây. Đây số điện thoại là 0905 360 831 là số của anh Hiển đúng không? Và số của anh Hiển đó. Ba của bé, bé tên gì chị nhỉ? Phan Đặng Tuấn Huy. À, anh Hiển ba của bé Huy, số di động là 0905 360 831. Thì hiện nay là mình đang ở đây là bệnh viện phục hồi chức năng quận 8, khoa đây là đây phòng số 4, khoa chấn thương sọ não đúng không? Rồi. Khoa thần kinh sọ não. Thì em hôm nay em cũng tới để trao một cái món quà là 2.500.000. Vâng. Dạ. Từ từ thôi con. Rồi. Rồi. Con cố gắng lên, con cố gắng lên, nó khỏi bệnh nhé. Ừ. Con cố gắng vượt qua. Cố gắng lên con, cuộc may rất là nhiều người thương con. Để cá nhiều tấm lòng vàng lắm con mạnh lại đi, rồi con mang mốt con thêm mấy chú trên đi liền từ tiểu chắc. Thì, em thay mặt một cái vị khán giả mà ở Úc, một cái chị ở Úc, ở Melbourne, trao cho gia đình cái món quà là 2.500.000 đồng, thì cũng là của ít lòng nhiều, giúp anh chị để mà coi như là thêm cái trang trải cái chi phí thuốc men đó. Và em hy vọng rằng là sau khi mà em phát cái video clip này trên cái kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì sẽ có những các cái cô chú anh chị, những cái nhà hảo tâm khác sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ anh chị thêm để mà lo thuốc men cho bé. Nhìn bé thực sự em cảm thấy rất là thương, nó cũng chắc cũng tuổi như tuổi con em thôi, mà thấy giống như bị bệnh tật như thế này. Thực sự ra người Việt Nam mình thì ba mẹ thì không bao giờ bỏ con, cho dù bất cứ
bất cứ một cái con có bệnh tật như thế nào, thậm chí là bán nhà cửa bán gia tài đi thì cũng không ai bỏ con cả. Thế là em cũng rất là cảm thấy rất là thương xót, thương cho bé. Thì thôi anh chị cũng tới đây thì cũng là trước tiên là thăm anh chị, động viên anh chị. Và thôi thì mình cũng coi như là cái sự việc nó đã như vậy rồi, thì giờ mình cũng đừng có quá bi quan. Hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đó, rồi những cái nhà hảo tâm khác sẽ cùng đồng hành thêm với anh chị để giúp mình có thêm cái kinh phí để chạy chữa cho bé. Thì anh chị cho em hỏi thêm là sau khi mà bé vào đây thì bây giờ cái tình hình sức khỏe của bé nó diễn tiến như thế nào? Nó đỡ hơn ở ngoài Nha Trang. À, đỡ hơn ở ngoài Nha Trang. Thì trước đây thì anh làm nghề gì? Cái hồi kia thì cũng ở nhà phụ vợ luôn, đi lau hành. Đi giao? Vâng. Em đi chợ 1 giờ đêm. À, đi chợ 1 giờ đêm. Vâng. À, thì rồi, đấy là cái mà món quà thứ nhất. Món quà thứ hai thì em sẽ gửi thêm anh chị là 2 triệu nữa. Cái số tiền này thì của một đây cái số tiền này là 2 triệu thì của cô Chi ở Mỹ. Cô cũng là cái người về hưu rồi. Cô cũng có gửi em một cái số tiền. Cô nói rằng là cứ gặp những cái trường hợp nào có cái hoàn cảnh mà khó khăn thì giúp đỡ họ, thì em cũng sẵn tiện mà qua đây thì cũng gửi trao cái món quà này tới anh chị để phụ thêm với anh chị cái chi phí để lo thuốc thang cho cháu. Rồi cho em gửi anh chị. Dạ. Vâng. Dạ. Rồi chị cất tiền đi ạ. Dạ. Thì mình nằm ở đây thì viện phí có mắc tiền không chị? Một ngày 350 một phòng. Thì bé nằm ở đây được bao lâu rồi? 20 ngày. Thì ngoài ra tiền thuốc thang các thứ thì có nhiều không? Thì mình đóng bao nhiêu tiền rồi? 10 mấy triệu rồi. Thì mình đi như thế này chăm bé thì coi như ở nhà đâu có làm được gì đúng không? Thì anh chị được mấy cháu? 2 cháu. Đây là cháu lớn hay cháu thứ hai? Cháu lớn. Còn một cháu nữa là mấy tuổi? Cháu học lớp 2. Thì cháu học lớp 2 thì bây giờ mình gửi ai? Gửi bà ngoại. Thôi vâng, thì cũng ba mẹ vào đây, ví dụ có một mình, mình anh hoặc mình chị thì cũng khó xoay sở đúng không? Có cả hai người thì thôi, có cái việc gì đấy rồi động viên nhau. Một mình thì không xuể đâu. Em cũng đi chăm người bệnh em biết mà. Đúng rồi, không có đỡ được rồi. Cái lúc mình cũng có lúc mệt, mình lúc phải nghỉ chứ. Rồi người thì đi mua cơm, đi nọ kia chứ đâu có phải là suốt ngày mà ngồi một chỗ để mà chăm được đâu. Còn phải đi lại mua thuốc, đóng viện phí rồi ăn uống này kia nọ. Thay ca suốt đêm. Thì bé nó có ăn hay có ngủ gì được không anh? Nó ngủ thì nó thức, thì dậy mình cho nó ngủ một xíu. Dạ. Mình tập cái chụp cái má. Dạ. Bác sĩ nó dặn gì đó. Dạ. Còn ngồi như thế nó sốt quá hay vậy. Khóc miếng. Dạ. Đâu có chăm nổi đâu. Vâng. Thế ở Nha Trang thì anh, nghề chính của anh là nghề gì? Hai vợ chồng làm... Anh ở nhà trồng rau không ạ? Trồng rau. Rồi chị đi chợ bán. Thì cái thu nhập giống như trước đây thì mình thu nhập thì ví dụ một tháng là bao nhiêu tiền? Nếu mà lúc mà chưa có bị con cái, chưa bị bệnh này. Vâng. Là trừ chi phí chưa? Coi là một ngày lời khoảng 200. Tháng có khoảng 5-6 triệu là gia đình 4 người sinh hoạt đầy đủ. Mà bị em thì nuốt lâu lâu nó khét lên. Dạ. Lâu lâu nó sưng. Dạ. Vâng. Uống tay ăn chậm. Dạ. Nó
thì và phép đau nó hai người chồng nó giờ bệnh rồi khỏi bác về. Thôi thì em cũng đấy tới để động viên anh chị cũng cứ lạc quan lên. Của người Việt Nam mình thì không có ai bỏ con cả, còn nước thì còn tát. Mình cứ tin vào một cái phép mầu nhiệm, đừng có quá đau buồn. Có gì đấy thì sẽ mình cứ hai vợ chồng thì bàn bạc rồi tìm cách giải quyết. Em cũng hy vọng là trong cái thời gian tới mà có những cái mạnh thường quân có thể tới đây trực tiếp để giúp đỡ anh chị, phụ thêm với anh chị nữa. Rồi, anh chị cho bé nằm xuống đi, chắc bé mệt rồi đó. Dạ, dạ. Bé thứ hai của anh chị là bé trai hay bé gái? Bé gái. Về. Rồi thôi em chào anh chị nhé, chúc anh chị sức khỏe nhé. Em bây giờ cũng xin phép có công chuyện thì em lại em đi rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây quý vị có thể đến cái địa chỉ là 318 Âu Dương Lân, phường 3 quận 8 để thăm và cho quà gia đình bé nhé. Đối diện là số 348 Âu Dương Lân, phường 3 quận 8 nhé. Trời Sài Gòn bắt đầu mưa đó các bạn. Nhiều người thì họ dừng lại để họ mặc áo mưa. Đây đang là ngã 6 Cộng Hòa. Bên kia là cái khách sạn Nico. Mưa rồi. Wow, bác kia có cái chở hàng ghê chưa? Chở nguyên cả một cái cổng hoa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt rồi. Tuấn Dương sẽ dừng ở đây để quay cảnh trời mưa cho quý vị các bạn coi á. Giao thông ở Sài Gòn thì khá là hỗn loạn. Xe lớn, xe nhỏ đi thì đan xen như là mắc cửi. Đó, phía bên kia là cái đường Hùng Vương. Mưa bắt đầu ướt đường rồi. Ở góc bên kia là đường Trần Phú, ngày xưa là đại lộ Nguyễn Hoàng á. Rồi thôi, bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn.